Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo về hiện tượng sóng biển cao từ 3 đến 5 mét trên các vùng biển thuộc khu vực Bắc Biển Đông và mưa rào có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8 trên vùng biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan.